Thưa quý vị, nữ Việt kiều bị tài xế taxi đoạt hành lý tên từ Sài Gòn. Thưa cơ hội khách hàng còn bận rộn chia tay người nhà, ông tài xế taxi nhảy lên xe, rồ ga chạy mất, mang theo tất cả các hành lý kể cả xách tay. Nữ khổ chủ vụ cướp táo bạo này là bà em 54 tuổi, quốc tịch Canada, tạm trú tại đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận. Bà em đành hủy bỏ chuyến bay, tìm đến đồn công an địa phương trình cớ tự sự. Đơn tố giác của bà em tại đồn công an phường 14 cho biết, khoảng 8 giờ đêm ngày 1 tháng 3 năm 2014, người nhà của bà gọi điện thoại nhờ tổng đài Vinasun cho điều một chiếc xe taxi để đưa bà đến sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc xe xuất hiện hồi sau, dừng lại trước nhà. Ông tài xế cùng người nhà của bà em đặt hết hành lý vào cốp xe sau. Thưa cơ hội, bà em đang bận rộn nói chuyện, chia tay người thân. Ông tài xế đột nhiên nhảy vào xe, phóng ga vọt chạy trước ánh mắt chân hững của mọi người. Người nhà của bà em hốt hoảng phóng xe gắn máy rượt theo nhưng bất thành. Tuy nhiên, người nhà của bà em cũng nhớ được bảng số xe. Tại đồn công an, bà em cho biết trong số các hành lý bị bác tài xế Vinasun đoạt mất có một xách tay đựng tiền mặt và nữ trang trị giá khoảng 250 triệu đồng, tương đương với 12.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, theo báo Thanh Niên, vào ngày 2 tháng 3 năm 2014, Công an Phú Nhuận đã bắt được ông tài xế lái chiếc xe nói trên. Ông này khai tên Nguyễn Huỳnh Lý, 25 tuổi, quê quán ở Tiền Giang. Tại đồn công an, ông Lý nhìn nhận hành vi phạm tội của mình. Theo dư luận, đây là chiêu mới của các tài xế taxi, đáng được các khách hàng cảnh giác cao độ. Cũng trong thời gian qua, khách hàng sử dụng xe taxi trở thành miếng mồi ngon của các băng cướp hoạt động tại Sài Gòn. Họ theo dõi, nhảy luôn vào xe, uy hiếp người ngồi trong xe taxi để cướp giữa thanh niên Bạch Nhật.